Đoàn Thịnh Nguyễn đang từ từ bước vào điểm tham quan đầu tiên của chương trình tham quan Vịnh Hạ Long. Quý vị đã nhìn thấy được một biểu tượng của di sản văn hóa thế giới được gắn trên một hòn đảo nhỏ. Điểm tham quan đầu tiên mà Thịnh cùng với các du khách đến tham quan đó chính là điểm tham quan Động Thiên Cung và hang đầu gỗ, quý vị nhé. Người chung sức. Có qua nhậu không được. Ở tầng 2 được không?